Hoàng Gia Hi rồi. Ủa, mày học nhỏ học nhỏ hơn Gia Hi tuổi. Anh Nhi kìa, anh Nhi kìa. Bây giờ tắm năng, bây giờ tắm này là gì? Chị nó mới ra một hôi, tụi mình vừa bắt chết tắm vậy. Này Loan, con này Gia Minh, Loan nè rồi á, bé con của Loan, Loan được, bé con nữa, Loan có được đứa đứa con 8 tuổi này, chú An, thằng Hai Nhã, cậu An, Gia Huy, rồi, cậu An đang hái nhãn, con này là nhãn gì đây? Wow, nguyên được nguyên một giỏ rồi nhãn luôn. Đây nè. Nhãn vườn nhà đó. Con này ai đây? Bà bầu. Bà bầu. Còn bác đây là em. Đây là em. Chị Năm. Chị Năm. Cô không vậy? Dạ. Cô không vậy? Không. Mẹ con với lại dì Mười không có về. Hốt hả? Không có về. Vậy nè. Đây là nhãn bự hơn, ngon không? Cái ngon là nó. Cái này là nhãn lồng đó không? Không, cái này nè. Cái này lồng nhãn. Lồng nhãn. Ngọt lắm anh ơi. Cái này là cứ hái suốt năm thôi. Cái này là cứ mọc nhà anh thôi chứ đâu có. Chỉ có nhà anh thôi. Còn cái này là bàn thờ cúng tổ tiên ngoài trời. Bàn thờ thiên địa đó. Dạ. Còn là cái chân cái rạch thì cho người. Cây. Một ai. Dạ. Một ai. Thôi bỏ qua bên này. Bên ngoài nè. Dạ. Đây nè. Mỏ trôn ở đâu? Mỏ bên này hả? Đây nè, theo chung đi. Đi ra nè, mấy đứa đi ra ngoài này. Con đi hoài, đi suốt. Ủa cái này nhà ai đây? Này là nhà của bà út á. Bà này là bà Năm. Nhà bà Năm đây nè. Còn đó là mộ bà cố. Mộ đây đúng không? Đúng rồi. Đây là nhà bà ngoại lớn quá ha. Quá đậm á. Trời bưởi xung quanh quá trời anh. Mấy cây bưởi nè. Mấy cây bưởi trái nó xà xuống rồi. Wow. Wow, nhà bà ngoại rộng quá, có mái che, có đèn rồi đầy đủ hết á. Chỗ chơi rồi này nè. Bưởi xung quanh, trồng xung quanh, bưởi cây nhỏ mà nay đầy hết rồi. Cây bưởi. I'm not scared. But you're very scared. Đây nè. Dạ đây nè. Rồi. No. Dạ. Vô.